Xin chào anh em, mình là Trung Cá Kiếm. Thì hôm nay mình sẽ review và giới thiệu cho anh em một cái dự án mới đang rất là hot trên những cái cộng đồng như Telegram, Twitter hay Facebook. Thì dự án mang tên là Photochain. Thì đây là một dự án mà như nào thì anh em mình sẽ vào cái website của nó để mình tìm hiểu. Mình vào sẵn cái website của nó ấy rồi. Thì các bạn muốn mua mã thông báo các bạn click vào đây. Thì đây là một số những cái dự án blockchain áp dụng trên lĩnh vực là nhiếp ảnh. Đấy. Photochain sử dụng các công nghệ blockchain để tái tạo lại các photostock xung quanh người mua và người bán. Hiện tại thì đã bán được 39 triệu PHTP rồi. Cái mũ cứng của nó, hashcap của nó là 180 triệu. Thì hiện tại các bạn đang bán ở cái mức là gì, giảm giá 25% và ngày 19 tháng 4 bán trên ngày 8 tháng 5, sau đó giảm giá chỉ còn 10% và tiếp tục là còn 5%. Thì hiện tại giá nó bán là gì, hiện tại là 0,096 đô, có nghĩa là 9,6 sen, gần 10 sen. Sau đó thì giá sẽ là 10,8 sen đúng không ạ? Nó cũng được đánh giá rất cao trên ISO band. Check ISO, fix ISO, ISO holder. Đấy, 4 trên 5 điểm đúng không ạ? Giá rất là cao. Cách mạng hóa hiện trạng của nhiếp ảnh chứng khoán, nó là một cái nền tảng nhiếp ảnh ngang hàng phi tập trung trên blockchain với cái điều kiện công bằng, cơ chế khuyến khích hấp dẫn, phí thấp nhất trên thị trường và quyền kiểm soát nội dung, giá cả và loại giấy phép cho nhiếp ảnh gia. Trên cơ sở dữ liệu của Photochain, thì mỗi bức ảnh được tải lên liên kết với một nhiếp ảnh gia thông qua một giao dịch blockchain, thì không thể xóa hoặc xử lý liên kết này theo bất kỳ một hình thức nào. Photochain được đứng ở vị trí cực kỳ sẵn sàng phá vỡ ngành công nghiệp chụp ảnh cổ phần độc quyền với một đội ngũ cố vấn giàu kinh nghiệm và có tầm ảnh hưởng lớn. Ở đây gần đây thì cái dự án này giành vị trí thứ 3 trong cái cuộc thi Pick ICO tại ban lãnh đạo blockchain nhờ cái MVP demo hấp dẫn của chúng tôi. Các thẩm phán có thể nhìn thấy hình dung chính xác sản phẩm cuối cùng sẽ trông như nào ngoài những gì chúng tôi sẽ đạt được cho các nhiếp ảnh gia. Chúng tôi hợp tác với Swill.com blockchain được đánh giá cao để tư vấn ISO và các chiến lược kinh doanh của chúng tôi. Thì cái dạng này nó sẽ giúp đỡ ra gì, những bức ảnh nó sẽ lưu trữ bản quyền lại. Ví dụ là bạn có một bức ảnh bạn chụp lên, bạn up lên trên mạng, thì người khác có thể copy tấm ảnh đấy và họ sẽ đăng bán. Đấy, thì người ta sẽ tự nhận đấy là tác phẩm gõ mà bạn không thể nào mà gì ạ, nói được đây là sản phẩm của bạn. Mà các bạn muốn là gì ạ, muốn nó là sản phẩm của bạn thì các bạn phải đi đăng ký bản quyền đúng không ạ? Nhưng bây giờ các bạn sẽ không cần phải đi đăng ký bản quyền nữa. Các bạn sau khi bạn chụp xong bức ảnh đấy, các bạn chỉnh sửa hay là các bạn làm gì với bạn, các bạn muốn chứng minh quyền sở hữu bức ảnh, các bạn chỉ cần up bức ảnh đấy lên cái hệ sinh thái blockchain của Photochain, nó sẽ khẳng định nó là của bạn, không ai có thể thay thế được. Nó có rất là nhiều cái video mô tả về cái dự án này, thì các bạn sẽ cùng nhau tham gia một tìm hiểu một cái dự án, một cái video Photochain là gì. Your captured moments, your creations, your works of art belong to you. Photochain about sharing these moments of life and creations of art by building a global ecosystem enables you to sell a piece of art in a fair and transparent way. Every year, more than 1,200 billion photos are taken, but only a small percentage of these are made available for licensing. The biggest boundary is the stock photography industry. So how is Photochain taking stock photography to the next level? 95% more revenue. Global and decentralized. Digital copyright chain. Very easy to use. Secure and compliant. Peer-to-peer. Increased diversity. Demonopolization. Simple and fair. For photographers and the buyer.
the Photochain ecosystem. Intermediaries are not needed. Processes are automated. The Photon token is the fuel for secure peer-to-peer transactions between contributors and buyers. As simple as that. Just try it yourself. Photochain prototype is publicly available and running on the Ethereum testnet using latest IPFS technology as a database. The people behind Photochain: Stanislav Stolberg, our CEO; Freddy Leinhardt, our photography expert; Dylan Sharkey, former LinkedIn sales executive; Charles Bequet, former Shutterstock executive; Roberto Capodici, blockchain technology legend. Be a part of the stock photography revolution. Join our token sale now. Ok, các bạn vừa xem một cái video demo. Ngoài ra thì có rất nhiều cái video như là video trên CCNB phát sóng cái dự án này. Thì đây là một sự tự do hóa nhiếp ảnh chứng khoán. Các bạn có thể so sánh gì chuỗi ảnh trên cái nền tảng phân cấp hay những cái đối thủ cạnh tranh tập trung phổ biến chẳng hạn. Thu nhập của copy photo là 95%, thời gian thanh toán là 10 giây, thời gian xác minh dưới 10 phút, thiết kế là nó sẽ có cái bản quyền ở đấy. Thì các bạn thấy đó, những cái đối thủ cạnh tranh khác thì những cái này thì nó ví dụ như là thu nhập của contributor là gì ạ, tận 23%, ít hơn, chỉ có 23%, còn cái này tận 95%, đúng không ạ. Thời gian thanh toán chỉ có 10 giây thôi, còn những cái đối thủ khác thì nó mất tận 1 tháng. Thời gian xác minh thì đây là dưới 10 phút và đây thì mất tận 2 tuần. Đấy, thiết kế thì nó sẽ có người thiết kế bởi ai đấy, và cái này thì không thể xác minh được chủ quyền. Ở đây cái hợp đồng thông minh của nó được tăng trên GitHub, thì các bạn có thể lên GitHub để tìm hiểu. Đấy. Ok, các bạn sẽ tự tìm hiểu thêm nhé. Các bạn sẽ điền email các bạn để cập nhật những cái thông tin mới nhất của cái dự án này. Như đây mình đang nhập email của mình đấy ạ. Mình sẽ phải điền thêm cái gì ạ? Tên của mình. Ok. Hơi mất thời gian một tí, các bạn thông cảm. Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu cái những cái Telegram hay Facebook hay Twitter của nó nhé. Telegram hiện tại đây có rất là đông, 39.000, rất là đông đấy. Sau đó vào trang web xem cái tốc độ thảo luận của nó như nào. Trao đổi rất là nhiều, thường xuyên admin gì ạ, support nhiệt tình. Ok, chúng ta xem qua đây, cập nhật liên tục. Facebook cũng vậy, Facebook cũng lượng 8.000 người tham gia. Twitter thì bao nhiêu đấy ạ, 5.000, lượng tương tác rất là đông, các bạn thấy không ạ, 1.600 lượt thích và 1.800 lượt chia sẻ. Ok, dự án này mình thấy một dự án rất tiềm năng, thì các bạn có thể tham khảo thêm được không ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.